Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, trong 3 số đối thoại đầu tiên, chúng tôi bàn về vấn đề là thanh toán không dùng tiền mặt, thực tiễn và triển vọng tại Việt Nam. Thì chúng tôi đã mời tới trường quay của chương trình đối thoại các khách mời đến từ ngân hàng, doanh nghiệp, chuyên gia và luật sư. Và trong 3 số đối thoại đó, các khách mời đã cùng bàn luận về thực trạng về thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, những phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, lợi ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt và những giải pháp để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Trong số đối thoại này, chúng tôi tiếp tục mời tới các khách mời của đối thoại để cùng bàn về chủ đề này và tìm thêm những phương thức để có thể thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Ông Trương Hồng Quân, Phó Giám đốc Trung tâm Ngân hàng số BIDV. Bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Nghiên cứu Môi trường Kinh doanh và Năng lực Cạnh tranh, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Ông Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch Học viện Chiến lược và Nhân sự Kingsman. Vâng, trước tiên là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại ạ. Và chúng ta chia sẻ về một chủ đề có lẽ là không mới, nhưng hiện nay vẫn đang rất được quan tâm và chúng ta đang tìm những giải pháp để có thể thúc đẩy một cách nhanh nhất và đúng như những mong đợi của chúng ta về việc là thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. Thì trước khi mà chúng ta bắt đầu về những cái giải pháp và tiếp tục ba số đối thoại trước, thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả và đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi ạ. Mỹ là cái lĩnh vực, cái khu vực đầu tiên mà người ta cấm dùng tiền mặt, đó là khách sạn. Tất cả các khách sạn, nhà nghỉ đều phải thanh toán không dùng tiền mặt đấy, hiểu chưa? Mỹ chưa chắc không có tiền mặt là không được vào khách sạn, dứt khoát. Hotel. Thì Việt Nam mình thì những cái chuyện này dễ quá, có gì đâu. Ví dụ như bảo là ngoài chợ thì khó, nhưng khách sạn là có gì khó? Tại sao chúng ta ra một cái lệnh là tất cả khách sạn đều phải dùng thanh toán không dùng tiền mặt? Về có tưởng tượng cái doanh thu khách sạn mỗi một ngày ở cả thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, tức là cộng lại 6 thành phố lớn của Việt Nam là hàng chục ngàn tỷ một ngày. Mà đều là tiền mặt đó. Thì là rất ít người thanh toán không dùng tiền mặt. Tôi nghĩ là hai góc độ quan trọng nhất. Một là câu chuyện thể chế và gắn với cái cây gậy của cà rốt và tập trung vào một số lĩnh vực ưu tiên trước. Đúng. Thứ hai là cụ thể là ví dụ như là khách sạn như kiểu nhà hàng hay là như một số siêu thị bất động sản, đúng không ạ? Hay là một những hàng không, máy bay, các thứ đó. Thứ hai là cái câu chuyện về tạm gọi là fintech, tức là nhanh chóng có những cái khung khổ pháp lý phù hợp, có thể là thí điểm như kiểu sandbox để đưa cái công nghệ mới này vào. Thực sự công nghệ đang làm thay đổi tất cả chúng ta. Tôi rất là kỳ vọng và rất mong muốn là các cái công ty mà sáng tạo về các cái giải pháp thanh toán ấy, như lúc đầu tôi đã nói, thì cố gắng làm sao phải tạo ra được các cái platform mà thanh toán tiện dụng nhất cho người dùng, nhưng không được chiếm dụng vốn của khách hàng, mà vẫn phải kết nối trực tiếp với tài khoản để coi như là chính phủ và ngân hàng hoàn toàn có thể quản lý được. Mà cái này thì không phải là trên thế giới người ta không làm, Hàn Quốc người ta làm rồi, nhiều nước làm hết rồi, người ta làm hết rồi, người ta direct trực tiếp về tài khoản ngân hàng và người ta kiểm soát được tất cả những cái câu chuyện về thu chi và đảm bảo rằng chắc chắn là nếu dùng các cái platform đó thì giải những cái bài toán về thu phí không dừng, hay là giải các cái bài toán về không dùng tiền mặt của các cái khách sạn, nhà hàng và như cái những cái lĩnh vực thí điểm quan trọng nhất mà như anh Thành vừa nói đấy, thì tôi nghĩ là không có gì khó khăn cả. Vâng, như tôi đã giới thiệu là trong 3 số trước thì chúng tôi đã nói về lợi ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt này, những phương thức thanh toán không dùng tiền mặt và sau đó là bàn về giải pháp. Thì tôi nhớ nhất là một cái giải pháp mà các khách mời có đề cập trong xuyên suốt cả 3 số, đó là chúng ta vừa phải bắt buộc, vừa phải khuyến khích, vừa phải thúc đẩy nhưng cũng vừa phải áp đặt một số những điều kiện để có thể thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. Thực sự là câu chuyện bắt buộc. Vậy thì ngày hôm nay thì các khách mời nghĩ thế nào về chuyện đó, nghĩ thế nào về những giải pháp đã đưa ra trong 3 số trước như chúng tôi đã vừa trích ở trong phần đầu tiên ạ? Tôi nghĩ rằng là có lẽ chúng ta đã đến lúc chúng ta cần phải bàn về những giải pháp hết sức là cụ thể cho cái việc là cái mong muốn của chính phủ cũng như là của cả các bộ ngành nó đi vào thực tiễn. Thì tôi với tư cách là người làm doanh nghiệp và cũng là một cái khách hàng hiện nay đang sử dụng rất nhiều các dịch vụ Việt Nam, thì tôi thấy rằng là có thể là về cái mặt số lượng giao dịch thì thời gian vừa qua đã tăng lên, thế nhưng mà về cái khối lượng giao dịch thì tôi nghĩ là còn rất là hạn chế. Và cái việc mà mục tiêu chúng ta đạt được, mong muốn đạt được tổng khoảng 10% ấy, tôi nghĩ là cần có một cái cuộc gọi như là chung tay vào cuộc nó mạnh mẽ hơn của các bộ ngành. Hiện nay thanh toán các dịch vụ công ấy, thì nếu như chẳng hạn như là dịch vụ công đối với tư nhân cũng như là dịch vụ công đối với cả doanh nghiệp mà yêu cầu bắt buộc phải sử dụng thanh toán qua điện tử, thanh toán qua số tài khoản, thì tôi nghĩ rằng là đấy là một cái điều kiện tuyệt vời để bất kỳ một người dân nào cũng như bất kỳ một doanh nghiệp nào bắt buộc người ta phải có một cái phương thức để thanh toán điện tử.
thay vì việc là cứ móc túi tiền ra trả tiền mặt như bây giờ. Tôi nói ví dụ như ngay cả việc bây giờ chẳng hạn như hôm kia chẳng hạn là con tôi có việc phải khám trong bệnh viện. Thế nhưng mà khi mà vào các bệnh viện thôi chẳng hạn thì rõ ràng là vẫn cứ từ việc mua thuốc này, khám này, làm các xét nghiệm này là hoàn toàn là bằng tiền mặt cả. Hay là hôm trước thì chúng tôi vừa đi điều chỉnh cái đăng ký kinh doanh chẳng hạn trên các cái sở như là sở kế hoạch đầu tư thì vẫn có cái câu chuyện đó để trả những cái lệ phí là bằng tiền mặt. Cho vì vậy là nếu mà bây giờ mà đợi cái người dân cũng như là doanh nghiệp mà người ta chủ động, người ta thì thường là người ta sẽ chủ động là người ta lựa chọn cái gì mà người ta cảm thấy quen và người ta sẽ lựa chọn những gì mà người ta cảm thấy là nó tiện. Thế còn nếu bây giờ nó là anh không có cái phương thức thanh toán bằng điện tử thì anh không thể thanh toán là dịch vụ công đó được, thì chắc chắn là người ta bắt buộc phải có, hoặc ít nhất một thành viên trong gia đình hoặc một thành viên trong công ty người ta phải có, thì tự nhiên nó sẽ tốt hơn thôi. Thế còn tiếp tục nữa, câu chuyện ví dụ như là đóng thuế là ví dụ cụ thể. Hiện nay ấy, thì với tư cách một doanh nghiệp thì khi đi mua một cái hàng hóa dịch vụ nào đó mà nếu tôi nhớ không nhầm là trên 20 triệu thì mới cần phải thanh toán là chuyển khoản. Thế còn dưới 20 triệu là vẫn có thể thanh toán bằng tiền mặt được. Vì vậy là vẫn tạo thành những cái dùng từ là lỗ hổng hoặc là khe hở để cho các doanh nghiệp người ta tùy chọn. Mà một khi người ta tùy chọn thì người ta không có lý do gì người ta lại chọn phương án người ta phải thanh toán bằng điện tử. Nên tôi nghĩ rằng là có thể là từ bây giờ phải có những cái quy định chặt chẽ hơn về việc là bất kỳ cái hoạt động gì mua sắm rồi là chi tiêu của doanh nghiệp, rồi kể cả nhận thanh toán các cái loại phí của doanh nghiệp, rồi là các cái thanh toán hợp đồng là phải qua chuyển khoản hết, thì tôi nghĩ rằng sẽ tạo thành một cái thói quen. Và lúc đó thì cái việc mà sử dụng bằng tiền mặt nó là cái sự lựa chọn là tối thiểu chứ không phải là tối đa như hiện nay. Đứng ở góc độ của tôi thì tôi có thêm một số cái thông tin nữa để mà phổ biến được cái dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt đến với khách hàng. Thì ở góc độ ngân hàng thì chúng tôi quan tâm đến cái trải nghiệm khách hàng ở nhiều thứ. Bản thân là cái dịch vụ của các đơn vị cung cấp cho khách hàng thì nó phải chuẩn chỉ, nó phải tốt và dễ sử dụng. Thì ở góc độ các đơn vị thì tôi thấy các ngân hàng hoặc là các cái trung gian thanh toán cũng cố gắng. Nhưng mà một góc độ khác nữa liên quan đến các cái loại chính sách giá phí thì nó nằm ngoài tầm. Thứ hai là liên quan đến các cái tính phân mảnh trên thị trường. Mình có quá nhiều các cái giải pháp khác nhau nên khách hàng dùng thì thứ nhất là khách hàng phải cài rất nhiều các cái ứng dụng khác nhau và mỗi ứng dụng nó có một cái đặc điểm riêng, nên cũng là cái sự khó khăn. Còn ở phía các nhà cung cấp dịch vụ thì mình cũng có quá nhiều các hệ thống kết nối với nhau để phục vụ công tác thanh toán. Tôi lấy đơn cử ví dụ như thị trường ví điện tử, chúng ta có 27 đơn vị cung cấp dịch vụ thì chỉ có khoảng 4 đơn vị là chiếm khoảng hơn 90% thị phần. Thì thế, như thế có nghĩa là trong cái mảng thanh toán ví điện tử là chúng ta thấy nó phân mảnh rất nhiều và nó gây cái sự khó khăn cho khách hàng. Đấy là một cái khía cạnh mà tôi nghĩ là mình nên xây dựng một cái hạ tầng phục vụ cho cái thanh toán không dùng tiền mặt một cách tương đối phổ quát và có cơ chế để các đơn vị có thể phối hợp được với nhau và cung cấp được một cái dịch vụ nó đồng nhất và nó dễ cho khách hàng dùng. Tôi thì bổ sung thêm một chút ý kiến của anh. Chúng ta có lẽ là mình cần phải, tôi thì tôi lại có một điểm hơi khác một chút là chúng ta có thể đa dạng hóa cái dịch vụ. Chúng ta không nhất thiết là doanh nghiệp hay là người dân chỉ sử dụng qua ngân hàng. Mà những cái mô hình như là ví điện tử tôi nghĩ là một trong, hoặc là thanh toán qua điện thoại rất là thuận lợi, đặc biệt là với các vùng sâu vùng xa hay là những cái vùng mà họ cái hệ thống ngân hàng nó chưa phát triển chẳng hạn, thì những cái dịch vụ đấy thì tôi nghĩ nó cũng rất là hiệu quả. Thế thì chỉ có điều là khi mà chúng ta cho những cái dịch vụ như thế phát triển thì chúng ta cần phải có những cái quy định, những cái điều kiện để mà họ đáp ứng được cái yêu cầu về đảm bảo an toàn cho khách hàng và cái sự thân thiện. Cái sự thân thiện với người sử dụng thì nó là lựa chọn của khách hàng thôi. Nếu như mà ngân hàng mà cái giao diện nó dễ sử dụng thì rõ ràng là tôi sử dụng dịch vụ của ngân hàng hơn là dịch vụ của ví điện tử chẳng hạn. Nhưng mà nếu ví điện tử thực sự là họ thuận lợi, dễ dàng và thanh toán, hoặc là như có vẫn yêu cầu được bảo mật tốt và nó cũng thuận lợi về dịch vụ thì tôi lại lựa chọn về ví điện tử. Thì rõ ràng ở đây chúng ta có nhiều cái sự lựa chọn hơn thì khuyến khích rất là các cái dịch vụ khác nhau, tôi nghĩ là phù hợp. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải có những cái điều kiện để mà họ đảm bảo cái sự an toàn, sự dọn cái sự bảo mật cho khách hàng là một cái điều cần thiết. Đúng rồi, sự lấy sự cố phát sinh rồi rủi ro có thể có trong cái quá trình giao dịch. Cái ý đây thì tôi cũng nói nó rõ thêm, tức là ý của tôi là cái tính liên thông. Ví dụ một cái dịch vụ công A, ví dụ nếu mà chỉ có một ngân hàng A, khách hàng của ngân hàng A dùng được mà khách hàng ngân hàng B không dùng được thì nó cũng không có tác dụng. Tức là ý một cái dịch vụ đấy thì khách hàng các ngân hàng nào cũng phải dùng được, hoặc là một cái ví điện tử đấy thì có thể thanh toán được ở các cái đơn vị bán hàng khác nhau chẳng hạn. Thế là ý tôi là cái phần cái hạ tầng để mình liên thông các cái giải pháp thanh toán khác nhau để cho nó có cái độ phổ quát nó rộng hơn. Anh nói cũng đúng đấy, bởi vì ngay cả bây giờ trong cái việc mà thanh toán tiền điện là ví dụ cụ thể, hiện nay gia đình tôi vẫn sử dụng thanh toán tiền điện bằng các cái ngân hàng.
Thế nhưng mà đôi khi rằng là cái cơ sở điện lực đó người ta chỉ chấp nhận là ví dụ như là 10 cái ngân hàng. Còn nếu mà gia đình tôi mà dùng những ngân hàng khác thì không thanh toán được. Thế vì vậy là hiện nay là cũng có một số cái phần mềm người ta cũng tạo điều kiện là lại làm cái bước chuyển đổi ngược, là ví dụ như bây giờ chẳng hạn tôi có tài khoản ở ngân hàng Metabank chẳng hạn, thì tôi lại phải chuyển tiền từ Metabank sang ngân hàng BIDV, xong từ đó bắt đầu lấy thanh toán từ BIDV đến cái điện lực đó để đảm bảo thời gian thanh toán, và họ sẽ thu chúng tôi một cái phần phí nhất định. Thì hiện nay đã có những cái mô hình như vậy. Như vậy có nghĩa là các cái ngân hàng, tôi nghĩ là cũng cần phải ngồi lại với nhau để làm sao cái sự liên thông giữa các ngân hàng, hay là có một số tài khoản ngân hàng thì thanh toán nhanh rất là thuận tiện, tiền nhận được ngay, nhưng mà một số ngân hàng thì lại phải là ngoài hệ thống chẳng hạn, để phải thanh toán mất một khoảng thời gian nhất định nào đó. Tôi nghĩ là cái việc mà anh Quân vừa nêu ra trong việc là chúng ta cần phải ngồi lại với nhau để làm sao, tôi hay nói việc là thanh toán điện tử nó hơi giống như cái việc là đến mỗi cái việc như là cái chuẩn cái ổ cắm điện ấy, mà người ta cũng còn không thống nhất được với nhau, lúc cái ổ cắm vuông, lúc ổ cắm tròn, thì mới làm sao để chúng ta thanh toán được, người tiêu dùng người ta phải cảm thấy thuận tiện nhất, để cho đỡ mất thời gian cho việc người ta phải lựa chọn cái đơn vị nào để người ta sử dụng, thì nó rất mất thời gian. À, đúng là có một cái thực tế hiện nay rằng là các ví dụ như các doanh nghiệp, ví dụ như điện chẳng hạn hay là nước cũng vậy, thì họ khi mà họ phối hợp với các cái ngân hàng để họ kết nối với các cái dịch vụ liên quan đến điện năng, trong đó có thanh toán tiền điện tiền nước, thì nó cái giới hạn về các cái ngân hàng mà tham gia mà kết nối cùng với các cái doanh nghiệp điện với các cái điện lực. Và tôi cũng rất là đồng ý với ý kiến của anh trong việc là chúng ta có, nếu như điện lực có một cái nền tảng chung để mà khi mà tất cả các doanh nghiệp, tất cả các ngân hàng mà đáp ứng được cái yêu cầu của những cái nền tảng chung đó thì họ đều có thể kết nối được vào với ngành điện, thì đúng đây là một cái giải pháp rất là hữu hiệu để mà không phải giới hạn ngân hàng như anh có chia sẻ, mà chúng ta có thể nhiều ngân hàng tham gia hơn vào trong cái hoạt động mà thanh toán không dùng tiền mặt này. Về nội dung này thì tôi cũng có thông tin là chính phủ cũng có cái quyết định phê duyệt cái đề án thanh toán không dùng tiền mặt. Trong cái đề án đấy thì cũng có nhiều các cái giải pháp, thì trong đấy có một cái giải pháp là xây dựng hệ thống thanh toán bán lẻ ACH đang giao cho NaBFID ở đầu mối. Thì tôi hy vọng là nếu mà hệ thống đấy mà xây dựng thì về mặt kỹ thuật thì sẽ đáp ứng được cái việc mình cung cấp dịch vụ cho nhiều đối tượng. Thì tôi nghĩ trong thời gian tới thì các cơ quan nhà nước cũng cân nhắc thêm cái yếu tố về mặt kinh tế để làm sao đấy để các cái đơn vị cung cấp dịch vụ, các cái người thụ hưởng có thể tham gia một cách rộng rãi vào hệ thống đấy. Chẳng hạn có một số nước và chính phủ họ miễn phí các cái giao dịch như vậy chẳng hạn, thì cái tham gia nó sẽ nhiều hơn. Thực ra khi bàn về giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, có quá nhiều giải pháp để có thể thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Các số trước để các khách mời là chuyên gia kinh tế thì đã nói những vấn đề vĩ mô, những vấn đề lớn, rồi thậm chí là các doanh nghiệp fintech họ cũng nói về những khó khăn của họ, rồi các chuyên gia, các luật sư. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng rất là vui vì có một đại diện từ phía ngân hàng, rõ ràng ngân hàng cũng tham gia rất nhiều vào quá trình là thúc đẩy cái việc thanh toán không dùng tiền mặt. Vậy thì phía BIDV đúng không, ông Quân có thể chia sẻ một chút về câu chuyện là cái sự tham gia của ngân hàng vào cái việc là thúc đẩy thanh toán dùng tiền mặt, cái hoạt động ngân hàng số ấy. BIDV thì chúng tôi cũng có cái định hướng là chuyển đổi các cái giao dịch của khách hàng từ kênh truyền thống lên các kênh số, thì các cái mức độ chuyển đổi nó cũng khác nhau tùy cái phân đoạn khách hàng. Từ cái việc chúng ta số hóa các cái chứng từ khách hàng gửi cho ngân hàng không phải đến quầy, cho đến việc mà chúng ta tự động hóa toàn bộ 100% các cái giao dịch. Rồi chúng tôi cũng có kết nối trực tiếp với đơn vị cung cấp dịch vụ, rồi kết nối qua các cái trung gian thanh toán để cái lượng dịch vụ mà đẩy cho khách hàng nó đưa ra cho khách hàng nó được nhiều hơn. Thì cái phần dịch chuyển các cái giao dịch của ngân hàng truyền thống lên kênh ngân hàng số tại BIDV trong vòng khoảng 5 năm đổ lại đây thì nó tăng từ khoảng 9% lên đến 38% cái lượng giao dịch thì đã chuyển sang kênh ngân hàng số. Thì chúng tôi cũng phải dùng các cái biện pháp để khuyến khích khách hàng quảng cáo, khuyến mại, rồi thậm chí là miễn phí các cái giao dịch, nhất là hiện nay là các cái giao dịch thanh toán dịch vụ của khách hàng là không thu phí. Tức là chuyển khoản thì chúng ta thu phí, nhưng mà các cái giao dịch điện nước, học phí, bảo hiểm, tài chính các loại đấy thì hầu như là các ngân hàng đều có chính sách miễn phí. Và gần đây là NaBFID cũng đang miễn phí đối với các ngân hàng nếu mà thanh toán dịch vụ qua NaBFID. Đấy là một cái chủ trương tốt. Ngoài ra là mình cũng phải phổ biến các cái kênh giao dịch số cho khách hàng. Cái điều quan trọng nhất ở trong cái việc dùng các cái công nghệ này là mình phải đào tạo, truyền tải cái kiến thức an toàn cho khách hàng. Ví dụ như khách hàng hiện nay tôi thấy là khách hàng đang bị hai vấn đề. Thứ nhất là bị lừa, thứ hai là họ để bị lộ thông tin. Thì cái kiến thức cho khách hàng, ví dụ như khách hàng, mình bảo khách hàng là phải nhập thông tin vào cái website đúng, nhưng mà mình không nói khách hàng website nào là website đúng thì khách hàng cũng không biết và dễ dàng bị lừa. Chẳng hạn như là
muốn vào cái trang web của BIDV thì khách hàng phải tự tay gõ vào cái website, mình gõ địa chỉ vào chẳng hạn. Nếu khách hàng bấm vào từ một cái đường link nào đấy thì nhìn là BIDV nhưng mà nó sẽ đi đến chỗ khác. Thì những cái kiến thức kiểu rất cơ bản như vậy thì mình phải có cái thông tin mình truyền tải cho khách hàng để họ yên tâm họ dùng. Tại vì khách hàng cứ nói là dùng dịch vụ ngân hàng tử là dễ mất tiền hoặc dùng thẻ rất dễ mất tiền. Nhưng mà mình phải chỉ cho khách hàng biết mất là đâu. Đấy là một cái mà khách hàng hay bị mất, là giống kiểu mình gọi là bị phishing, bị nhập thông tin vào một trang giả. Thứ hai là khách hàng hay bị lừa, là bị lừa, bị khách hàng tự nguyện cung cấp thông tin vì khách hàng thấy là bảo nhập vào đây sẽ được trúng thưởng hoặc là được nhận tiền ở gì đấy. Thì có hai cách, cái kiến thức đấy là mình phải phổ biến rất rõ cho khách hàng thì họ mới yên tâm, thì mới đẩy được cái các cái dịch vụ ngân hàng số. Đấy là cái cơ sở để mình dùng các cái giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt. Như tôi cũng có sử dụng các cái dịch vụ ngân hàng thì chưa bao giờ mà tôi cảm thấy hài lòng như hiện nay. Nó rất thuận lợi, điện và đi đâu mua sắm thì cũng rất là thuận lợi. Tuy nhiên thì dịch vụ ngân hàng được cung cấp tốt, các ví điện tử cung cấp dịch vụ tốt, nhưng chúng ta cần phải có sự tuyên truyền cho người dân. Rõ ràng người dân cũng rất là băn khoăn, lòng tin là không biết là có đảm bảo là tôi thanh toán thế này có nhận được một cái giả mạo hay là có đảm bảo về sự an toàn hay không. Tôi thì tôi cũng chưa được, khi mà tôi đi trên xe ô tô hay gì đó thì ngành thuế chẳng hạn, tôi thấy rất là nhiều những cái quảng cáo, không phải quảng cáo mà tuyên truyền rằng là nộp thuế điện tử, khai thuế điện tử rất là hữu ích cho người dân và doanh nghiệp. Nhưng mà trong lĩnh vực ngân hàng chẳng hạn thì tôi gần như tôi chưa nghe thấy rằng là nếu như không dùng tiền mặt thì sẽ thuận lợi như thế nào cho người dân, đảm bảo mức độ an toàn ra sao, vân vân. Thì rõ ràng là các ngân hàng cũng như là cơ quan quản lý nhà nước có thể cần phải chú trọng hơn từ cái vấn đề về tuyên truyền để người dân nắm được cái tinh thần thông tin như vậy để mà họ tham gia thực hiện. Và một cái giải pháp mà cũng tôi nghĩ là khả thi nữa, chúng ta có thể thực hiện được ngay, đó chính là cái vấn đề liên quan đến phí. Bởi vì các giao dịch mà liên quan đến không dùng tiền mặt là phải có phí. Mà phí thì đương nhiên là nó ảnh hưởng đến các cái ngân hàng, vì nó là họ cũng là doanh nghiệp thôi, họ phải kinh doanh. Thế thì chúng ta cần phải lưu tâm hơn tới những cái vấn đề liên quan đến chi phí của các cái giao dịch, các cái dịch vụ mà liên quan đến thanh toán không dùng tiền mặt. Bởi vì nếu mà phí nhiều thì rõ ràng là tôi không sử dụng. Và hiện nay tôi sử dụng của Techcombank, bởi vì Techcombank không thu phí, kể cả tôi chuyển tiền. Rõ ràng là tại sao mà ngày càng có nhiều khách hàng hơn họ chọn, bởi vì cái phí nó thấp chẳng hạn, thì đấy cũng là một cái sự cạnh tranh giữa các ngân hàng. Thì những cái giải pháp đấy nếu mà thực hiện được thì tôi đảm bảo rằng là cái mục tiêu của chính phủ là đạt được trong việc là chúng ta tăng cái thanh toán không dùng tiền mặt. Vâng, tôi để có thêm một số ý kiến liên quan đến các địa phương cũng như các cái cơ quan quản lý nhà nước là thế này. Tức là đôi khi ngay bản thân cá nhân tôi khi mà muốn sử dụng các cái dịch vụ về thanh toán điện tử thì nó phải dựa trên một cái nền tảng, đó là cái công nghệ ít nhất là đơn giản nhất như là internet đủ mạnh. Nhiều khi đang chuyển tiền chẳng hạn mà tự nhiên lại báo là internet bị có vấn đề, thì rõ ràng rằng là cái người tiêu dùng ta cảm thấy rất là phân vân, không biết là cái giao dịch của mình đã thành công hay chưa. Cho nên vì vậy có thể làm gián đoạn cái quá trình thương mại của người ta, cho nên vậy người ta cũng cảm thấy rằng là bất an. Thế để mà có một cái phương tiện thanh toán gì đấy để mà có thể được lòng người tiêu dùng ấy, dù là doanh nghiệp hay cá nhân, thì tôi nghĩ nó phải đảm bảo ba cái yếu tố. Một là an toàn hàng đầu, thứ hai là vấn đề về nhanh chóng, và thứ ba nữa là tiện lợi, đúng không ạ? Thế thì bây giờ thì nói thật ra là nếu mà cái thanh toán về tiền mặt ấy, người ta vẫn có cảm giác là đảm bảo ba yếu tố đó, nó rất là an toàn, đúng không? Thứ hai nữa là nó rất là tiện lợi, và thứ ba nó rất là nhanh, tức là tiền trao cháo múc, đơn giản và xong. Ngay cả bây giờ các cái dịch vụ bán hàng online, nếu anh chị quan tâm thì chị sẽ thấy rằng là bán hàng online hiện nay rất phát triển ở Việt Nam, tại khu đô thị lớn. Thế nhưng mà ngay cả cái việc mà bây giờ là tôi có đảm bảo tôi có thanh toán rồi, người ta có chuyển hàng cho tôi hay không, thì vẫn chưa có cái đơn vị nào đứng ra chịu trách nhiệm. Vì vậy là tôi vẫn muốn cái cảm giác rằng là người ta chuyển hàng cho tôi, xong tôi đưa tiền mặt cho người ta. Nhưng mà ngay cả bản thân là nếu tôi muốn thanh toán cái tiền mà nó lại không đến được ngay chẳng hạn, vì do cái sự vênh nhau ngân hàng như tôi vừa nói, chẳng hạn như thanh toán vào 11 giờ trưa thì có khi 3 giờ chiều mới nhận được chẳng hạn, thì cái doanh nghiệp đó người ta không muốn chuyển hàng cho tôi, và cái người làm nhiệm vụ shipper đó người ta cũng không muốn là người ta ra về với một cái hàng đã giao rồi mà tiền chưa nhận được. Nói về ví điện tử thì còn thêm yếu tố này nữa này. Hiện nay ấy, cái việc mà chúng ta phải nạp tiền vào trong một cái ví điện tử để mà chúng ta sử dụng chẳng hạn, nó cũng có những rủi ro nhất định. Bởi vì người tiêu dùng người ta không biết được là cái đơn vị mà làm ra cái ví điện tử đấy có đúng là cái đơn vị mà nó đảm bảo yếu tố pháp lý. Bây giờ nhỡ đâu nạp tiền vào đấy cả chục triệu chẳng hạn, sau đó thì cái đấy nó bảo là anh bị mất tiền hoặc là thế nào đó thì như thế nào. Cho nên vì vậy ví dụ như tôi đi mua vé xem phim ở rạp CGV chẳng hạn, thì đến tận CGV nói luôn
là ở đây em nhận thanh toán bằng BIDV, em nhận thanh toán bằng Methambank, em nhận thanh toán bằng Tiên Phong Bank, em nhận thanh toán bằng ví điện tử Momo chẳng hạn, mà thậm chí anh mua qua vé Momo được giảm giá, thì lúc đấy tôi mới tin được à, Momo là cái đơn vị mà được CGV nó chấp nhận. Chứ còn bây giờ mà tự nhiên mà những cái đơn vị và ví điện tử, tại sao là chỉ có 4 đơn vị mà dùng đến tận 90%, bởi vì những cái ví điện tử khác người ta chỉ cảm thấy chưa tin cậy. Tôi nghĩ là vẫn cần có một đơn vị nào đó gọi là đầu mối để có thể thống nhất được về mặt thông tin thôi, để tôi biết rằng là những đơn vị nào được sử dụng, những đơn vị nào được chấp thuận, thì tôi nghĩ rằng cái điều đó sẽ giúp phần cho, góp phần làm cho cái việc thanh toán online nó sẽ thuận tiện và đảm bảo an toàn hơn. Ngay những người mà am hiểu, những người biết về công nghệ nhiều, chúng ta còn lo lắng như vậy thì không biết là những người khác như thế nào. Vâng, phía ngân hàng thì sao? Tôi nghĩ vấn đề nó cũng là vấn đề truyền thông nữa. Chẳng hạn vấn đề như ví điện tử anh Dũng nói, thì thực ra là ngân hàng nhà nước họ có quy định các đơn vị nào mà cung cấp dịch vụ ví điện tử thì phải được cấp phép. Thứ hai là họ cũng có công bố công khai trên website là các cái đơn vị nào, tên đơn vị như thế nào là được, đã được cấp giấy phép cung cấp ví điện tử, nên họ nên nếu mà người tiêu dùng hoặc người tiêu dùng mà quan tâm thì cũng có thể, nhưng mà nó cũng tương đối khó nếu mình không tuyên truyền rộng rãi để người ta tự truy cập vào cái trang người ta tìm thì nó tương đối khó. Còn góc độ tôi thì tôi cũng nhìn thấy những cái cơ hội để mà thanh toán không dùng tiền mặt. Mình sẽ tập trung vào những cái mà khách hàng có nhu cầu trước, chẳng hạn buổi tối các anh chị ở nhà mà nếu có một người gõ cửa đến thu tiền điện, thu tiền nước, hoặc các anh chị chở con đi buổi sáng mà ở lại thu học phí cho con thì chắc chắn là các anh chị sẽ không thích và các anh chị sẽ vẫn muốn là thanh toán không dùng tiền mặt. Thì tôi nhìn thấy đấy là cái cơ hội. Mặc dù ngân hàng nhà chính phủ đấy có nghị quyết từ đầu năm, có nghị quyết 02 để tăng cường cái điều kiện kinh tế, tăng cường năng lực cạnh tranh và cái điều kiện y tế vĩ mô, thì trong đấy cũng có, và các một số các nghị quyết khác thì cũng đẩy mạnh, đề nghị các cái đơn vị dịch vụ công là phải chuyển cái thanh toán dịch vụ qua ngân hàng, ví dụ như công ty điện nước rồi trường học. Mà khi các ngân hàng làm thì cũng gặp cái vấn đề là cái cơ sở hạ tầng của các cái đơn vị, ví dụ ngân hàng có thể cung cấp một cái dịch vụ mà để thanh toán học phí online, tức là phụ huynh nộp bên này thì bên kia có thể gạch nợ, nhưng mà cái đầu hệ thống công nghệ ở phía các cái trường, các cái thông tin tiếp nhận ở trường không có, thì dẫn đến là cái giải pháp với của ngân hàng với các cái trường học hoặc là các cái đơn vị nó cũng tương đối gặp khó khăn, và nó cũng lại phải quay lại cái phần thủ công. Và có những ngân hàng nào mà có nhiều nguồn lực thì họ cũng hỗ trợ trường một phần, thì cũng tương tự các dịch vụ trường học, bệnh viện và một số dịch vụ khác, thì nếu các hệ thống công nghệ đấy nó không theo một cái chuẩn để giao tiếp được với nhau ấy, thì nó cũng tương đối khó. Đây là ở phía kinh tế của các cái đơn vị công. Tôi xin cung cấp thêm thông tin vậy. Nhưng tôi thì tôi cũng thấy rằng là cái thời gian mà chuyển tiếp như thế này bao giờ cũng gặp những cái khó khăn ban đầu. Nhưng mà cái khó khăn thì không có nghĩa là chúng ta sẽ không làm tiếp tục, mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ tạo áp lực cho chính các cái đơn vị mà hợp tác với ngân hàng. Họ phải chủ động hơn, họ phải tích cực hơn trong việc là nâng cấp cái hệ thống hoặc là đào tạo kể cả nhân lực để mà kết nối được với các cái dịch vụ công trực tuyến đó. Thì tôi thì thấy rằng là ví dụ như Hà Nội chẳng hạn, sau khi mà chính phủ cũng chỉ đạo rất là quyết liệt cái việc là thanh toán không dùng tiền mặt, thì tất cả các trường công lập của Hà Nội hiện nay đã thực hiện cái giải pháp đó rồi, đã kết nối với các ngân hàng để thực hiện là những cái giao dịch không dùng tiền mặt. Thì rõ ràng là đấy là một cái áp lực. Nhưng đó không phải là bắt buộc ạ. Không phải bắt buộc. Chỉ là vâng. Có thể dùng có thể dùng, có thể dùng tiền mặt. Vâng, đúng rồi. Thì rõ ràng là chúng ta không thể bắt được tất cả. Vì có những người ta không có cái tài khoản ngân hàng thì người ta có thể lựa chọn những cái hình thức là nộp trực tiếp. Tuy nhiên thì đấy cũng là một trong những cơ hội mà tôi nghĩ rằng phải đến đa phần phụ huynh là chúng ta sử dụng cái hình thức là chuyển khoản rồi. Thế thì đấy cũng là một cái vừa là các cái dịch vụ ngân hàng cần phải được nâng cấp lên để chúng ta đáp ứng được các cái dịch vụ đó. Bên cạnh đó thì bản thân cái năng lực, bản thân cái cơ sở vật chất của các cái đơn vị này cũng cần phải được nâng cấp. Thì chúng ta đạt được cả hai mục tiêu thôi, là vừa nâng cao năng lực và chúng ta vẫn có được các cái dịch vụ được cung cấp một cách thuận lợi hơn. Tôi nghĩ rằng ở những cái giao dịch mà nhỏ ấy, thì người dân nó tương đối dễ dàng trong việc là chuyển sang cái thanh toán trực tuyến hoặc thanh toán online, không dùng tiền mặt. Thế nhưng mà hiện nay tôi thấy vấn đề lớn nó vẫn nằm ở các thanh toán lớn. Ví dụ như là vấn đề đi mua một cái nhà, đúng không nào? Thế thì bây giờ tôi nghĩ là nó cần phải có một cái hành lang pháp lý nào đó nó chặt chẽ hơn. Bởi vì bây giờ ngay cả các cái chủ đầu tư mà bán nhà chẳng hạn thì vẫn cứ thoải mái trong việc là thanh toán bằng tiền mặt hay là thanh toán bằng chuyển khoản. Đặc biệt là khi mà đi mua nhà tư nhân chẳng hạn. Cho tôi nghĩ rằng đây mới là cái vấn đề mà chúng ta rất là khó khăn trong việc là gần như là yêu cầu bắt buộc người ta thanh toán không dùng tiền mặt. Thì chắc chắn rằng là cái giải pháp đưa ra tôi nghĩ là rất là căn cơ để mới có thể giải quyết được vấn đề này. Bởi vì bây giờ mà đơn giản là tôi vẫn thấy rằng là những cái
cái khu đô thị nhà tôi chẳng hạn thì người ta vẫn đi mua nhà và đúng là nhiều khi vác cả vali tiền đến, chuyện nó cũng rất là bình thường. Và người ta ngồi đếm cứ xoành xoạch như vậy mà không hề có bất kỳ một cái động thái nào. Cho nên mà nếu mà bây giờ mà thanh toán những cái số tiền lớn như vậy mà lại nó có thêm tăng thu phí, nó dù chỉ có thể là 0,1% hay là rất ít tiền thôi, thì người dân người ta vẫn cảm thấy rằng người ta thích. Hơn nữa là vì vấn đề đó là một cái nền kinh tế mà gọi là một nền kinh tế ngầm vẫn đang rất là thịnh hành và phổ biến như hiện nay, thì người ta không có dùng từ là dại gì để người ta đi nói với cơ quan thuế cũng như tất cả mọi cái đơn vị là người ta vừa bỏ ra một số tiền lớn như vậy. Nó còn liên quan đến vấn đề mai sau đóng thuế trước bạ này, rồi là đóng thuế thu nhập cá nhân, rồi rất rất nhiều các vấn đề khác. Cho nên ở đây tôi rất mong là chỗ chị Thảo hay là chỗ anh Quân có thêm cái ý kiến về cái góc độ cái vấn quản đề lý nhà nước về cái, vấn đề cái vấn đề anh có đề cập thì chính phủ cũng đã nhận thức được cái vấn đề này và đã nhận thấy được rằng là đây là một trong những cái điểm nghẽn, một trong những cái thách thức mà cần phải khắc phục. Vì thế mà lại càng đặt cao hơn nữa cái việc là càng phải thúc đẩy cái việc là thanh toán không dùng tiền mặt. Và trong nghị quyết 02 năm 2019 thì chính phủ còn nhấn mạnh một mục riêng về cái nội dung này, trong đó là đề nghị là yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Tài chính phải cung cấp một cái danh mục các cái giao dịch mà bắt buộc phải thực hiện mà thanh toán không dùng tiền mặt. Thế thì trong đó có liên quan đến cái việc là mua bán các cái tài sản lớn như là đất đai hay nhà cửa. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải có thành những văn bản pháp quy. Thì hiện nay thì Ngân hàng Nhà nước thì mới phối hợp với Bộ Tài chính để mà có được cái danh mục đó thôi. Tuy nhiên mà để mà cái danh mục đó nó thực hiện được mà bắt buộc là khi giao dịch đó phải thực hiện ở trên cái hệ thống ngân hàng hay là qua ngân hàng, thì chúng ta cần phải thể hiện nó bằng những văn bản pháp quy. Thì tới đây thì tôi nghĩ rằng là Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với Bộ Tài chính để lên được một cái danh mục như vậy. Tuy nhiên thì trong cái giao dịch như anh có đề cập tới, vì ví dụ như bất động sản chẳng hạn, thì bao giờ cũng có một cái vấn đề rằng là cái giá mà họ thỏa thuận giao dịch bao giờ cũng cao hơn là cái khung của nhà nước đưa ra. Vì thế mà tôi nghĩ trong cái trường hợp này thì các cái bộ ngành liên quan phải vào cuộc, chứ không phải chỉ có Ngân hàng Nhà nước, cũng không phải chỉ có Bộ Tài chính nữa, mà các cái bộ ngành liên quan phải vào cuộc. Ví dụ như ở đây có thể nói là Tài nguyên Môi trường chẳng hạn, hoặc là những những cái giao dịch khác để mà chúng ta có thể kiểm soát được là tại sao mà cái giao dịch này nó lại lớn hơn chẳng hạn. Đây là qua kể cả đối với những cái hoạt động của bên công chứng chẳng hạn, chúng ta đều có thể kiểm soát được, bởi vì là công chứng nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái giá của cái hợp đồng đó, thì nó vẫn có. Thì những cái nội dung như vậy có dữ liệu, tôi nghĩ là đây là chính là cơ sở dữ liệu của một ngành này kết nối với các cơ sở dữ liệu của ngành khác, thì chúng ta mới có được cái sự giải pháp căn cơ cho những cái vấn đề này. Về phía tôi thì tôi nghĩ giải pháp phía ngân hàng thì nó không thể gấp gáp và cưỡng ép được nó theo cái cách tự nhiên hơn. Đang ví dụ như là nếu mà ngân hàng phục vụ tốt khách hàng cá nhân của mình thì lúc đấy cái văn hóa tiêu dùng của khách hàng cá nhân nó sẽ khác đi. Ví dụ như khách hàng mà vay mua nhà thì ngân hàng sẽ là người cho vay, và khi cho vay thì sẽ giải ngân vào, có nghĩa là cái kế hoạch tài chính của khách hàng sau này, với lại mình sẽ xây dựng một cái hệ sinh thái để phục vụ các cái vòng đời khách hàng trong cái giai đoạn nào đấy. Thì khi mà khách hàng, cái nền kinh tế mình ổn định, khách hàng có văn hóa dùng nhiều cái dịch vụ ngân hàng hơn, hoặc có kế hoạch tài chính nó tương đối ổn hơn, thì cái giao dịch nó sẽ mặc định nó sẽ chuyển qua ngân hàng. Khi lúc đấy ngân hàng sẽ phục vụ được cả hai chiều thì nó cũng sẽ minh bạch hơn, và mình cũng có chính sách tốt hơn. Chẳng hạn mua nhà mà qua ngân hàng thì có ưu đãi của hai phía chẳng hạn, so với tiền mặt thì lúc đấy thì nó chuyển một cách tự nhiên hơn. Tôi nghĩ đấy là cái biện pháp căn cơ nhất, và nó cũng đi theo cả cái thu nhập của người tiêu dùng, của nền kinh tế nữa. Và trong số trước các khách mời cũng có bàn đến câu chuyện đó. Nếu mà xét về cái số lượng mà chúng ta sử dụng để thanh toán không dùng tiền mặt thì nó đang rất là nhiều và ngày càng tăng lên, nhưng mà xét về cái khối lượng ấy thì rõ ràng nhìn thấy là chỉ một cái giao dịch của cá nhân thôi, về việc mua bất động sản, mua xe, mua ô tô là đã đủ bằng rất là nhiều những cái giao dịch nhỏ chúng ta thanh toán điện tử, đúng không? Và rõ ràng đấy cũng là một cái câu chuyện. Tuy nhiên là có một khách mời cũng có nói là ngay khi vừa đưa thông tin lên là đã bị phản đối rồi, tức là vừa đưa ra quy định là bắt buộc phải thanh toán không dùng tiền mặt cho những cái giao dịch như vậy thì đã bị truyền thông, rồi người dân, rồi tất cả các mọi người đều phản đối. Thì như vậy là cái câu chuyện chúng ta phải truyền thông, và chúng ta phải có những cái thông tin đến với cả gần như tất cả mọi người đều quen với cái việc đấy và minh bạch giống như các nước trên thế giới thì sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Nó vẫn là yếu tố minh bạch trong kinh tế thôi. Bởi vì đơn giản là bây giờ người ta phản đối về cũng đơn giản thôi, bởi vì bây giờ nhá, lương thì trả qua tài khoản này. Thế nhưng mà vấn đề là các cái thu nhập khác thì chúng ta cũng chưa thể nào trả qua tài khoản được. Cho nên bây giờ người ta rất là ngại cái việc mà người ta bị lộ ra một cái thông tin là lại cầm số tiền tầm 5 hoặc tỷ đến 10 tỷ đi mua một cái căn nhà, đúng không ạ? Thì rõ ràng là người ta sẽ phản đối là chuyện rất là bình thường.
cho đến khi nào mà tất cả gần như là cái, tôi nghĩ rằng chỉ cần cái nguồn thu nhập mà tất cả đều được qua tài khoản ngân hàng thì chắc chắn rằng là cái việc đó anh muốn phản đối không được nữa, bởi không thể nào tự nhiên mà đâu đó có một cái số tiền lớn như vậy nó xuất hiện trong cái tài khoản của anh được, đúng không? Và anh cũng không thể chứng minh được là với cái thu nhập một cách hợp pháp mà anh lại có thể có được số tiền lớn như vậy để thực hiện các giao dịch khác. Tức là tất cả các cái hoạt động mà giao dịch thực hiện qua ngân hàng thì tôi nghĩ là đấy là một những giải pháp rất là tốt để chúng ta có thể đấy có được những thông tin một cách rất là minh bạch. Thế thì tuy nhiên thì cũng còn có một cái nội dung mà tôi cũng thấy rằng là để mà thúc đẩy cái việc thanh toán không dùng tiền mặt này thì chúng ta cũng cần phải tăng cường cái tuyên truyền. Tôi đấy đơn cử như ở trong cái thanh toán điện giao dịch gọi là thương mại điện tử chẳng hạn, chúng ta thấy rằng là rất là nhiều cái giao dịch tăng lên, rồi các giao dịch thương mại điện tử tăng lên rất là nhanh, nhưng mà bao nhiêu năm qua thì cái tỷ lệ mà thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt cũng chỉ chiếm có 20% thôi, còn 80% thì vẫn là tiền mặt. Vậy thì làm sao để cho người tiêu dùng, cái khách hàng họ có một cái niềm tin, thì bản thân các cái doanh nghiệp hoặc là những cái người mà tham gia vào cái thương mại điện tử cũng cần phải, doanh nghiệp cũng cần phải ý thức được cái việc là tạo niềm tin cho khách hàng trong cái việc là chúng ta cung cấp cái sản phẩm hay là dịch vụ. Bởi vì đến 80% mà thương mại điện tử ngày càng tăng lên như vậy mà con số cứ 20-80 trong mấy năm qua vẫn thể hiện như vậy, thì điều đó để cho thấy rằng là khách hàng vẫn chưa thực sự là có cái niềm tin trong cái thực hiện những cái giao dịch này. Thì ở đây thì đòi hỏi không phải từ việc tuyên truyền mà còn phải bản thân các doanh nghiệp cũng cần phải có những cái ràng buộc đảm bảo an toàn nhất định để mà cái khách hàng người ta tin tưởng khi mà họ thực hiện các cái giao dịch. Vấn đề này thì tôi nhớ là hôm có một đợt ông Jack Ma sang đây ông cũng trao đổi, ông bảo là những cái vấn đề như Việt Nam là ông đã từng gặp ở bên Trung Quốc, và ông bảo đấy chính là cái cơ hội của ông Jack Ma để ông phát triển được cái hệ thống thanh toán điện tử của ông như bây giờ. Tức là ông ấy thấy thị trường người mua người bán không tin nhau, ông lập ra một cái sàn và ông cam kết với người dùng là ông ấy đảm bảo chất lượng, khi mà tiền thanh toán ông giữ lại đến khi người dùng mà hài lòng với chất lượng rồi thì ông ấy thanh toán cho người bán. Thì tôi nghĩ các cái sàn ở mình nó cũng đều có các cái chức năng như vậy. Có thể là người dùng mình chưa được tuyên truyền, mình chưa hiểu các cái shop bán hàng ở trên các cái sàn mà nó có cái thanh toán đảm bảo, có nghĩa là mình sẽ phải đọc điều khoản của người ta những cái cách là mình trả tiền người ta giữ đến khi mình nhận hàng, mình hài lòng thì người ta mới thanh toán. Đấy là một cái, cũng là một cơ hội để mình khắc phục cái điểm đấy. Đây này chúng tôi đã bàn tới tận 10 số ở trong các số đối thoại cách đây 2 tháng ạ. Vâng, bởi vì tại sao mà thương mại điện tử vẫn cái câu chuyện là chủ yếu là COD ạ. Quay trở lại với câu chuyện là thanh toán dùng tiền mặt, tất nhiên nó cũng liên quan, tuy nhiên là về những cái giải pháp thì ngày hôm nay vì có ngân hàng, chứ nếu không thì chúng ta nói tới chỉ có 3% người Việt Nam mà có tài khoản ngân hàng, không? Còn những vùng sâu vùng xa rồi những người dân chưa tiếp cận được thì cái giải pháp mà còn đồng bộ hơn nó liên quan đến tài chính toàn diện như là các khách mời đã bàn các số trước. Thì vậy ngày hôm nay thì chúng ta tập trung vào câu chuyện ngân hàng, bởi vì có đại diện ngân hàng ở đây, thì ngân hàng có thể trao đổi thêm về cái vấn đề là thanh toán dùng tiền mặt mà liên quan đến ngân hàng. Thì theo tôi thì các cái thanh toán thì cơ bản nó, thứ nhất là các cái phương thức truyền thống nó đang về mặt tỷ trọng nó đang chiếm giá trị cao. Truyền thống tôi đang nói là các cái ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu bằng giấy, xét thì càng ngày càng ít đi. Thế đấy là cái phương án truyền thống, nhưng mà gần đây thì các ngân hàng cũng đã dịch chuyển sang các cái phương thức thanh toán mới. Có hai phương thức thanh toán mới, đấy là phương thức thanh toán online. Online thì là hệ thống mình dùng cái hệ thống internet hoặc mobile để ít nhất là mình chuyển khoản. Thứ hai là trong đấy mình cũng có thể thanh toán dịch vụ. Thanh toán dịch vụ nó khác chuyển khoản một chút là thanh toán dịch vụ là mình chỉ cần gõ cái mã thanh toán của mình vào trong hệ thống thì sẽ thanh toán được. Ví dụ gõ mã hợp đồng điện hoặc gõ mã học sinh vào hệ thống thì mình thanh toán được cho các cái dịch vụ đấy. Ngoài ra gần đây thì các ngân hàng cũng triển khai nhiều một cái phương thức mới là cái QR code. Tức là có một cái hình ảnh có cái mã từng cái ô vuông trắng đen mình quét vào để mình thanh toán, thì nó nâng cao được năng suất, nó tăng cái trải nghiệm người dùng, người ta không phải nhập lại thông tin, chỉ cần giơ camera người ta quét thì kết thúc được giao dịch nó nhanh hơn. Đấy là cái phương thức online. Còn gần đây nữa thì các ngân hàng cũng kết hợp với các cái ví điện tử là một phương thức mới nữa để thanh toán. Thì theo thống kê chúng ta có khoảng 4,2 triệu cái ví điện tử có kết nối với ngân hàng. Thì hiện giờ thì ví điện tử bắt buộc phải kết nối với ngân hàng theo quy định, thì đấy cũng là một cái kênh mới để chúng ta thanh toán. Các cái giao dịch như tôi đã nói lúc đầu thì nó cũng dịch chuyển sang các kênh không tiền mặt rất là nhiều. Như tôi đã nói thì nó từ khoảng 8-9% lên đến khoảng 30-mấy% trong vòng 5 năm thì nó cũng tương đối nhanh. Thế thì tuy nhiên còn một cái dịch vụ nữa mà tôi nghĩ khách hàng cũng rất là mong muốn sử dụng, mà bên cạnh những cái dịch vụ của ngân hàng,
đó chính là cái ví điện tử ạ. Nhưng ví điện tử hiện nay thì chúng ta vẫn đang bị ràng buộc là yêu cầu khách hàng phải có tài khoản thì mới thực hiện được thông qua ví điện tử. Mà như vậy, ví dụ như là một số các doanh nghiệp ví họ hoàn toàn có thể cung cấp được cái dịch vụ mà kể cả người khách hàng không có tài khoản mà vẫn có thể làm được. Tuy nhiên thì hành lang pháp lý hiện nay của chúng ta là chưa có cái hành lang pháp lý để mà các doanh nghiệp ví đấy họ có thể là cung cấp cho khách hàng cái dịch vụ mà khách hàng không cần phải có tài khoản. Bởi vì có phải ở những cái vùng sâu, vùng xa hay là những cái vùng miền núi chẳng hạn, nông thôn chẳng hạn, có phải là ai cũng có cái tài khoản ngân hàng đâu. Vì thế mà tôi cũng nghĩ rằng là các cơ quan quản lý nhà nước ở đây chính là ngân hàng nhà nước, chúng ta cần phải có những cái suy nghĩ, cần phải có nghiên cứu về cái việc là tạo cho các doanh nghiệp ví đấy. Tất nhiên họ phải đáp ứng những cái điều kiện, nhưng mà những cái điều kiện đó để đảm bảo rằng là các doanh nghiệp đó họ có thể cung cấp các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt mà không đòi hỏi khách hàng người ta phải có tài khoản. Thì như vậy là chúng ta cái diện phổ rộng nó mới lớn hơn rất là nhiều. Bởi vì hiện nay thì có thể nói rằng là cái tỷ lệ cái người mà sử dụng điện thoại di động và internet ở Việt Nam phải nói là lớn trên thế giới. Cái tỷ lệ trên người dân là lớn trên thế giới. Vậy thì nhưng mà đến 30% như chị Phương Chi lúc nãy cũng chia sẻ con số là 30% khách hàng có tài khoản thôi. Thì như vậy là nếu chúng ta đang còn 70% còn lại là chúng ta đang bỏ lỡ một cái cơ hội rất là lớn để mà thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, nếu như chúng ta không tạo ra một cái cơ hội rằng là khách hàng không có tài khoản vẫn có thể thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Ở đây chúng ta cần áp dụng những cái điều kiện đối với các doanh nghiệp cung cấp đó, nhưng mà cái điều kiện đấy như thế nào thì để mà tất cả các người dân đều có thể tiếp cận được thì cũng là một đòi hỏi cần thiết. Tôi nghĩ bên cạnh đó thì ngân hàng có thể tiếp tục là triển khai các cái biện pháp, ví dụ như cái việc mà cung ứng cái POS cho các đơn vị bán lẻ. Khu nhà tôi hiện nay thì ngay cả các cái khu chợ, các cái chị mà bán thịt hay là bán đồ tươi sống là người ta cũng đã được trang bị. Tôi hỏi thì các chị nói là do một số ngân hàng là người ta cung cấp miễn phí và người ta hướng dẫn các chị đó. Cho vậy bây giờ ngay cả những cái bà giúp việc ở những cái khu đô thị nhà tôi là đi mua đồ là rất là tiện lợi, không cần cầm tiền mặt đâu, là cũng cầm có cái thẻ đó là quẹt cái POS đấy. Và tôi nghĩ rằng là với các cái chợ như vậy thì mặc dù là có thể là cái khối lượng giao dịch nó không quá nhiều nhưng nó là một cái thói quen để người ta cảm thấy rằng cái đấy nó đi vào từng cái ngóc ngách của cuộc sống chứ không cần là cứ phải là thanh toán online với cả chuyển tiền, mà đơn giản là chỉ là cái việc là dùng thẻ thì nó cũng là cái gì đó rất tuyệt vời hơn là việc là thanh toán bằng tiền mặt. Vâng, nhưng cái vấn đề đó thì tôi cũng nghĩ rằng là chúng ta cần rất là ủng hộ và nên khuyến khích. Tuy nhiên thì cũng lại có một vấn đề là liên quan đến phí, lại liên quan đến phí. Liên quan đến phí ạ. Thực ra là tôi đi đến rất là nhiều các cái cửa hàng như vậy, họ cũng có cái POS đó, họ cũng có cái máy để cà thẻ đó, nhưng mà họ bảo rằng là chúng tôi không muốn làm cái hình thức này vì chúng tôi đã mất thu phí. Chúng tôi vẫn muốn nhận tiền mặt hơn. Cho nên là họ lúc nào họ cũng tìm ra một cái lý do là máy hỏng hoặc là một cái lý do nào đó. Thì rõ ràng ở đây thì lại là vấn đề của ngân hàng, là chúng ta phải làm sao cắt giảm chi phí. Về vấn đề ngân hàng thì tôi cũng trao đổi một số cái nội dung. Cái vấn đề về phí thì hiện nay thì theo chỉ đạo chính phủ thì các dịch vụ công thì các ngân hàng đang theo định hướng là hỗ trợ và miễn giảm phí. Chẳng hạn như NAPAT thì cũng đã gửi văn bản cho công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam, NAPAT thì cũng gửi văn bản cho các ngân hàng trong việc cung cấp dịch vụ công. Thì NAPAT đứng ở giữa phục vụ cái việc chuyển mạch thì họ sẽ không thu phí, thì các ngân hàng sẽ có điều kiện làm miễn phí cho người dùng. Còn đối với các cái trung gian khác họ chạy theo cơ chế thị trường họ vẫn thu phí thì mình vẫn phải bỏ ra chi phí. Thì ngoài ra ngân hàng cũng triển khai các giải pháp khác, chẳng hạn QR code, mã QR chẳng hạn. Các chị thấy bây giờ các cái quán bánh mì chẳng hạn mình cũng có thể thanh toán QR được. Thì lúc đấy là cái chi phí của cái người bán bánh mì nó sẽ rẻ hơn, không phải cái post chỉ cần một cái tờ giấy in một cái mã thôi. Nhưng mà ngược lại thì người dùng lại phải có cái điện thoại chứ không chỉ đơn giản cầm một cái thẻ. Thì nó sẽ chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Thì đấy cũng là một cái cách để mình tiết giảm chi phí nhiều hơn. Rất nhiều thông tin được cung cấp từ phía ngân hàng không? Rõ ràng khi nhắc tới thanh toán dùng tiền mặt thì chúng ta có thể bàn tới rất nhiều các đối tượng khác nhau ạ. Bởi vì ngày hôm nay thì có ngân hàng, chúng ta bàn sâu với câu chuyện của ngân hàng. Thế tuy nhiên là 4 số trước, 3 số trước ạ, thì là có rất nhiều vấn đề ngày hôm nay chúng ta đề cập. Ví điện tử cũng đã tham gia các chương trình đối thoại rồi ạ. Rồi thậm chí ngân hàng nhà nước cũng đã tham gia để nói về vấn đề là thí điểm. Và luật sư rồi các doanh nghiệp cũng đã tham gia vào chương trình đối thoại. Thì ngày hôm nay tôi nghĩ là một chương trình đối thoại cũng rất nhiều thông tin thú vị. Từ những người chúng ta chỉ là người dùng bình thường thôi, chúng ta thanh toán dùng tiền mặt, chúng ta cũng đã có rất nhiều thông tin từ phía của ông Dũng, là từ phía doanh nghiệp đúng không ạ?
vào chúng tôi. Trước khi kết thúc chương trình thì rất là mong muốn các khách mời có một chia sẻ rất là ngắn gọn về câu chuyện là mong muốn các khách mời trong việc là thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam ạ. Trước là xin mời ý kiến của ông Dũng đầu tiên ạ. Cá nhân tôi thì bản thân là một người làm doanh nghiệp cũng như là một khách hàng, và tôi thấy rằng là cái việc mà thanh toán không dùng tiền mặt nó là một cái xu thế tất yếu, và tôi nghĩ rằng là nó chỉ là cái việc là chúng ta làm được nó tốt đến mức độ thế nào để cho cái quá trình nó diễn ra nhanh hơn và hiệu quả hơn. Chứ còn chắc chắn thì kể cả việc là cơ quan quản lý nhà nước không vào cuộc chăng nữa, thì tôi vẫn nhắc lại là với khách hàng người ta chỉ có 3 yêu cầu thôi. Một là an toàn, hai là bảo an toàn này, tiện lợi và nhanh chóng. Mà nếu ta thấy rằng các biện pháp về thanh toán không dùng tiền mặt mà đảm bảo là 3 yếu tố này thì chắc chắn ta sẽ dùng. Lúc đó thậm chí là chúng ta cấm họ dùng thì họ vẫn cứ dùng. Nên tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta đạt tới một nền kinh tế mà hoàn toàn là không dùng tiền mặt là nó sẽ diễn ra trong vòng sớm thôi. Thế còn ở góc độ cơ quan quản lý nhà nước thì tôi mong cơ quan quản lý nhà nước là có các biện pháp tuyên truyền sâu rộng hơn, cũng như đảm bảo cái hành lang pháp lý, cũng như đảm bảo các biện pháp về an toàn để cho người dùng người ta cảm thấy người ta an tâm. Và hơn nữa là cũng cần phải có những cái quy định một cách nó cứng, mạnh mẽ hơn để cho những cái dịch vụ công, những cái dịch vụ mà chúng ta cần phải kiểm soát về dòng tiền chặt chẽ thì bắt buộc phải chuyển sang thanh toán điện tử. Thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ trở thành một cái nền kinh tế mà không dùng tiền mặt sớm thôi. Tôi cũng rất là chia sẻ ý kiến của anh. Thế nhưng mà cái mà tôi rất là mong muốn để mà thúc đẩy được cái thanh toán không dùng tiền mặt thì tôi nghĩ là trước hết là cần có sự vào cuộc của các bộ ngành trong việc là cung cấp các cái dịch vụ công. Dịch vụ công là phải thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, và dịch vụ công của các bộ ngành mà cung cấp ra thì tôi nghĩ rằng là nó lớn hơn rất là nhiều, bởi vì rất là nhiều các lĩnh vực được quản lý. Thì đây là một cái giải pháp mà thực hiện được ngay, và tôi nghĩ rằng là nó có hiệu quả rất là lớn. Và cái điều thứ hai thì tôi rất là mong muốn và cũng thấy rằng là người dân thì cũng tích cực tham gia hơn vào việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, và chúng ta cùng tuyên truyền cho tất cả những người mà liên quan nắm được về cái việc cái hữu ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt. Và các cái ngân hàng thì tôi nghĩ rằng là các ngân hàng hay là ví thì cần phải tập trung hơn nữa vào những cái vấn đề về tuyên truyền để cho người dân thấy được cái lợi ích của việc thực hiện cái giao dịch này. Thì tôi nghĩ đấy là hai cái giải pháp mà chúng ta có thể thực hiện được ngay, và nó sẽ mang lại một cái hiệu quả rất là lớn trước mắt. Đó là liên quan tới cái việc là giảm thời gian và chi phí thực hiện các cái giao dịch này. Đối với tôi thì tôi có hai ý kiến. Ý kiến đầu tiên thì tôi rất là chí với anh Dũng là về mặt phía cầu, phía người dùng thì tôi tin chắc là đa số người dùng người ta đều có nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt. Đấy là việc tất nhiên, nếu chúng ta cung cấp tốt thì chúng ta sẽ phục vụ được tốt khách hàng. Ý kiến thứ hai của tôi thì tôi nghĩ là trong thời gian sắp tới thì các cái đơn vị có liên quan, ngân hàng nhà nước, đơn vị cung cấp dịch vụ công, người tiêu dùng, ngân hàng sẽ lấy cái dịch vụ công là một cái điểm đột phá để mình khi mình đẩy mạnh được được một cái điểm nhấn trong dịch vụ công rồi thì lúc đấy nó sẽ lan tỏa ra các cái dịch vụ khác, nó sẽ kéo đi. Còn nếu mình tập trung dàn trải quá nhiều lĩnh vực và mình không có điểm nhấn thì nó sẽ không gây cái hiệu ứng ngay. Thì về dịch vụ công tôi hiểu là về mặt chính sách thì có rồi, nhưng mà mình sẽ cần sát hơn các cái giải pháp thật cụ thể hơn nữa để chạy được. Chẳng hạn chính phủ đã đề nghị là các cái dịch vụ công thanh toán 100% qua ngân hàng hoặc các trung gian thanh toán bằng các giải pháp không dùng tiền mặt. Đấy là chủ trương, nhưng mà để nó chạy được cái chủ trương đấy thì cần phải có những giải pháp cụ thể để tháo gỡ các cái vướng mắc cụ thể từ phía các cái cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, từ phía ngân hàng, từ phía người tiêu dùng thật cụ thể hơn để làm cái điểm nhấn để chúng ta làm bùng nổ cái dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Tôi xin cảm ơn ba vị khách mời, và với từng nội dung cụ thể các khách mời vừa chia sẻ, chúng tôi sẽ thực hiện thêm một chương trình đối thoại để bàn kỹ hơn về từng giải pháp, ví dụ về dịch vụ công hay là về câu chuyện là ví điện tử hay là về mobile money, rất là nhiều những vấn đề liên quan thanh toán không dùng tiền mặt ạ. Thì một lần nữa thì chúng tôi xin cảm ơn ba khách mời đã đến với chương trình đối thoại và rất là tâm huyết chia sẻ với chúng tôi những thông tin của mình, những góc nhìn của mình liên quan đến câu chuyện thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. Một lần nữa thì xin chúc các khách mời có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục tham gia và đồng hành cùng chương trình đối thoại ở số tiếp theo nữa. Xin cảm ơn ba vị khách mời ạ. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Và quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VTV www.vtv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo ạ.